rất vui được gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Kim Cúc và ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài số 28 Động cơ điện một chiều. Ở bài này cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau đây. Thứ nhất là cấu tạo cũng như hoạt động của động cơ điện một chiều, sự biến đổi năng lượng khi động cơ điện hoạt động, cũng như là những ứng dụng của động cơ điện trong đời sống hàng ngày. Và cô trò chúng ta cùng vào bài học các em nhé. Bài 28 động cơ điện một chiều, nội dung đầu tiên cấu tạo của động cơ điện thì các em cùng quan sát. Đây là hình ảnh mô phỏng lại cấu tạo của động cơ điện một chiều. Nó gồm có các bộ phận. Thứ nhất là khung dây là các em A, B, C, D. Bộ phận thứ hai là nam châm, các em thấy hai từ cực không? N, S nè. Bộ phận thứ ba là bộ góp điện. Và bộ phận thứ tư là thanh quét, ký hiệu là C1, C2. Và nếu xét về các bộ phận chính thì các em chỉ tập trung cho cô là gồm hai bộ phận chính, đó chính là nam châm và khung dây dẫn. Như vậy cô nói lại, cấu tạo của động cơ điện một chiều gồm có hai bộ phận chính, đó chính là nam châm tạo ra từ trường và đây là bộ phận đứng yên được gọi là stator. Và bộ phận thứ hai đó chính là khung dây dẫn cho dòng điện chạy qua, đây là bộ phận có thể quay được, gọi nó là rotor. Các em cùng quan sát, đây là mô hình của động cơ điện một chiều. Đây là dùng trong phòng thí nghiệm hả các em? Vậy thì các em để ý kỹ, thì không phải là người ta chỉ dùng một nam châm, mà người ta có thể ghép nhiều nam châm với nhau để tạo ra từ trường mạnh hơn. Cũng như người ta không dùng một khung dây, mà người ta dùng nhiều khung dây ghép lại với nhau nè các em, để nhằm tạo ra dòng điện mạnh hơn. Các em cùng nhận biết các cái bộ phận của động cơ điện một chiều nè. Nè, nam châm, cuộn dây và bộ phận bộ góp điện. Đây là mô hình của động cơ điện một chiều ha các em. Vậy thì động cơ điện một chiều hoạt động như thế nào? Người ta nói rằng động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Đây nè các em, khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Và các em đã được học ở bài số 27 lực điện từ, thì các em thấy rằng là khi mà cái khung dây này được đặt trong từ trường nè và có dòng điện chạy qua thì nó sẽ chịu tác dụng của cặp lực điện từ F1 và F2, và chính hai cặp lực này nó đã làm cho khung dây quay ở trong từ trường. Và các em cùng quan sát, đây là mô hình cho thấy hoạt động của động cơ điện một chiều. Đây là khung dây nè các em, cặp lực điện từ F1, F2 nó sẽ làm cho khung dây quay ở trong từ trường của nam châm. Như vậy hoạt động của động cơ điện ta có thể nhận xét như sau: khi đặt khung dây dẫn ABCD trong từ trường và cho dòng điện chạy qua khung dây thì dưới tác dụng của lực điện từ khung dây sẽ quay. Chúng ta hãy cùng vận dụng điều đó để trả lời một số câu hỏi sau đây. Cô có bài tập đầu tiên. Đây là hình vẽ mô tả lại khung dây dẫn đứng yên trong từ trường. Và mặt phẳng của khung dây là các em, nó sẽ vuông góc với đường sức từ. Đây là hai cặp lực điện từ F1 và F2. Người ta hỏi rằng nếu cho dòng điện chạy qua cái khung dây này thì khung dây có quay hay không và tại sao? Thì trong trường hợp này ta thấy rằng là khung dây không quay, bởi vì cái cặp lực điện từ F1, F2 trong trường hợp này nó chỉ có tác dụng là kéo giãn cái khung dây ra thôi, chứ nó không làm cho khung dây quay được. Và do đó cô có một lưu ý với các em. Các em cùng quan sát. Khi mà mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ thì lực điện từ không có tác dụng làm cho khung dây quay. Đây nè, đây là trường hợp mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ thì khung dây sẽ không quay được. Còn đây là trường hợp khung dây quay được các em nhé. Các em cùng quan sát. Vậy thì trong trường hợp mà khung dây nó nằm ở vị trí vuông góc với đường sức từ thì người ta làm như sau, người ta sẽ lắp vào đây một cái bộ góp điện. Vậy thì lúc này bộ góp điện có tác dụng đổi chiều dòng điện khi mà cái khung dây nó nằm ở cái vị trí mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ, và lúc đó người ta gọi nó là mặt phẳng trung hòa, và nhờ đó khung dây nó có thể quay liên tục. Vậy thì đến đây các em đã hiểu được tác dụng của bộ góp điện chưa nào? Chúng ta cùng đến với bài tập tiếp theo. Cô có một câu hỏi.
Khi hoạt động thì động cơ điện một chiều chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Cô có 4 đáp án. Đáp án A là từ nhiệt năng thành điện năng. Đáp án B là từ điện năng thành nhiệt năng. Đáp án C là từ cơ năng thành điện năng. Và đáp án D là từ điện năng thành cơ năng. Như vậy các em hãy nhớ lại hoạt động của động cơ điện một chiều nào. Khi mà chúng ta cho dòng điện chạy trong khung dây dẫn thì dưới tác dụng của cặp lực điện từ, khung dây sẽ quay. Như vậy ta dễ dàng chọn được đáp án, đó chính là D, biến đổi từ điện năng thành cơ năng. Các em cùng quan sát câu C5. Khung dây trong hình 28.3 sẽ quay theo chiều nào? Nào các em cùng quan sát, đây là từ cực Bắc, đây là từ cực Nam. Chiều dòng điện từ A đến B và từ C đến D. Như vậy các em hãy vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định hai cặp lực điện từ, đó chính là F1 và F2. Ta xác định được như hình F1 hướng xuống và F2 hướng lên. Và dưới tác dụng của cặp lực này thì ta nhận thấy rằng khung dây nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ. Câu hỏi tiếp theo, tại sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta không dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường? Câu trả lời của chúng ta là vì nam châm vĩnh cửu không tạo ra từ trường mạnh như nam châm điện. Do đó khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta đã thay nam châm vĩnh cửu bằng nam châm điện các em nhé. Câu C7, em hãy kể một số ứng dụng của động cơ điện mà em biết. Nào, rất là nhiều đúng không các em? Thì các em hãy quan sát lên màn hình. Trong thực tế, động cơ điện được ứng dụng rất là rộng rãi. Ví dụ như là bộ phận làm quay đồ chơi của trẻ em. Các em cùng quan sát. Nào, đây là những cái hình ảnh về đồ chơi của trẻ em. Thì như là xe điều khiển nè, đúng không các em? Hoặc là những cái trò chơi nè. Thì các em thấy rằng bên trong cái bộ phận chính của cái trò chơi trẻ em này, người ta có gắn động cơ điện. Và khi đó thì động cơ sẽ quay và chúng ta sẽ điều khiển được các loại đồ chơi này. Cũng như trong đời sống của chúng ta, trong kỹ thuật, động cơ điện cục được ứng dụng rất là rộng rãi, như là Robocon, tàu lượn siêu tốc nè các em. Các em đã từng đi chưa nào? Khi mà các em đi chơi ở Suối Tiên hay Đầm Sen, thì nếu em nào mà thích cảm giác mạnh thì có thể tham gia những trò chơi như là tàu lượn siêu tốc nè, vòng quay trên không nè. Thì đây là những cái trò chơi mà người ta có ứng dụng động cơ điện. Ở trong đời sống, trong kỹ thuật, động cơ điện cũng được ứng dụng rất là rộng rãi. Ví dụ như cái quạt điện mà hàng ngày gia đình chúng ta sử dụng nè, có động cơ điện, động cơ quay thì làm cánh quạt quay. Hoặc tương tự như máy bơm nước đó các em, cũng là một ứng dụng của động cơ điện. Xe đạp điện, đó chính là ứng dụng của động cơ điện, động cơ quay, cho nên là đẩy cho cái xe nó chạy được các em nhé. Rất là nhiều các em còn nhiều lắm, các em về nhà nhớ tìm thêm những ứng dụng của động cơ điện nữa nha. Nào các em hãy cùng cô ôn lại những nội dung trọng tâm của bài thông qua sơ đồ tư duy sau đây. Các em cùng quan sát lên màn hình nào. Ở bài 28 động cơ điện một chiều, các em cần nắm những nội dung sau đây. Thứ nhất, về cấu tạo của động cơ điện gồm có nam châm và khung dây dẫn. Ngoài ra còn có các bộ phận như là bộ gấp điện và thanh quét. Và khi động cơ điện hoạt động thì điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng. Và một số ứng dụng của động cơ điện trong đời sống cũng như trong kỹ thuật, ví dụ như là ở trong các cái đồ chơi của trẻ em nhỏ, ở những cái khu vui chơi, rồi là trong đời sống của chúng ta, ví dụ như là trong cái quạt máy nè, trong máy bơm nước, và trong ngành công giao thông á, thì là người ta ứng dụng chế tạo ra những cái động cơ của các loại xe. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô mong rằng qua bài học này các em sẽ thu nhận được thật nhiều kiến thức bổ ích và liên hệ thật nhiều vào trong thực tế. Cô cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong suốt bài học này. Cô chúc các em học tập thật tốt. Mến chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.